loại thì múa cung đình cũng có bước đột phá quan trọng. Các vũ khúc với lời hát bằng tiếng Hán như Bát Dật, Lục Cúng Hoa Đăng, Tứ Linh, Nữ Tướng Xuất Quân, Bát Tiên Hiền Thọ, Lục Triệt Hoa Mã Đăng thường được trình diễn vào những ngày lễ Thánh Thọ, Tiên Thọ, Vạn Thọ, Thiên Xuân. Và giờ đây xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Múa Đêm Hoa Đăng biên đạo Phan Hồ được dàn dựng dựa trên chất liệu vũ khúc Lục Cúng Hoa Đăng, biểu diễn vũ đoàn Hoa Xuân.
Xin cảm ơn phần biểu diễn rất tuyệt vời của vũ đoàn Hoa Xuân.